Vàng tự nhiên anh em nhé. Chín lắm rồi. Áo nha anh em nhé. Và hôm nay thì em cũng sẽ báo giá cụ thể luôn cho anh em. Hello, xin chào toàn thể anh em. Cảm ơn anh em đã lại tiếp tục xem video của em Sơn Tóc Đỏ. Và xin chúc anh em có một ngày mới vui vẻ, sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Đặc biệt là tìm thấy niềm vui, niềm cảm hứng trong nét đẹp văn hóa truyền thống cho chim cảnh. Đó thì hôm nay em sẽ quay một cái mẫu lồng vuông đấu cho anh em xem. Video trước thì em có quay cái một cây vuông cao rồi. Anh em có thể xem lại ở cái góc màn hình nha anh em nhé. Hôm nay thì em sẽ quay một cái cây vuông đấu. Đấy. Vuông đấu cửa trên. Size 37 23 nan anh em nhé. Tang bo bốn góc đều bo hết anh em nhé. Đây. Đều bo hết. Cái đường chỉ của nó cũng bo và trên cái chỉ này thì có chạy hai cái đường chỉ chìm nữa. Nhìn nó thanh mảnh rất là đẹp. Chân bi anh em nhé. Em dán bi 8 ly. Toàn bộ cây lồng này thì là trụ và vanh là bo tròn hết. Trụ 5 ly. Vanh 4 ly. Nan 1 ly 8. 2-3 nan nha anh em nhé. Nan trúc. Nan trúc cật, tuyển những trúc cật. Mặt bên của nó sẽ có hai cái đỡ cầu này anh em này. Ở cái lồng này thì em bố trí hai cầu thẳng. Đấy, bởi vì là cái cầu thẳng thì nó ít bị bập bênh nên là dùng đỡ cầu được, dùng đỡ cầu được cho nó đẹp. Thế còn ở cái cầu góc nó hay bị bập bênh nên là em để tịt luôn xuống vanh để cho nó hạn chế việc bập bênh. Đây là mặt trước của lồng anh em nhé. Đấy. Cửa lá đề, cắt kiểu lá đề đấy anh em ạ. Nó có khác biệt với cái hoa lá đề ở dưới một chút. Đây này, lá đề ở dưới thì to, ở trên thì nhỏ. Đấy, nhìn cho nó khác biệt. Chốt khay phân hình chữ nhật anh em nhé. Có kẻ chỉ. Bây giờ em lấy khay phân. Lồng giá rẻ ấy. Thế nhưng mà không bị trốn một công đoạn nào hết anh em ạ. Vẫn sẽ rãnh nẹp rất là tử tế. Dán đề can mặt trên mặt dưới hết anh em nhé. Đề can mặt trên mặt dưới dán hết. Bây giờ em sẽ quay mặt đáy của nó. Đây. Đây mặt đáy của nó đây anh em nhé. Tay cầm bảng đáy chữ H to à. Có cắt sóng lượn có nan anh em nhé à. Có nan. Đây bốn chân. Ở góc đáy lồng này có chặn góc này anh em này à. Chặn góc như thế này thì cái lồng nó chắc chắn. Cảm giác chắc chắn. Cho khay phân vào đã. Fit nhanh nha. Rồi fit rồi. Bây giờ em sẽ quay đỉnh lồng. Đây anh em, đỉnh lồng chữ thập này. Còn bản ngoài là bản to. Đây. Có chặn góc anh em nhé. Nó cái đỉnh nó ôm sát với trụ. Đây. Rất là kíp cái đoạn này. Đấy, còn đây là nậm tre móc đồng như bình thường thôi, móc đồng khác đốt trúc anh em nhé, nậm tre móc đồng. Lồng này thì sẽ được tặng đầy đủ các phụ kiện như là hai cầu thẳng này, xiên chuối này, cống mấy áo anh em ạ, đây, áo các loại màu. Đây cái áo này thì là màu tối, còn đây là màu sáng. Áo này em vừa xé ra để thử thử lồng trước lúc video, trước đầu video này em đã thử rồi. Cái đoạn mà em thử áo em sẽ chèn đây cho anh em xem nhé. Phụ kiện của nó thì như em vừa giới thiệu thì nó có xin chuối này, cầu này, nấm móc hết rồi này. Tặng kèm theo một bộ cống sứ nha anh em nhé. Áo thì màu tối có, màu sáng có. Cái gì cũng có anh em ạ, thiếu mỗi tiền thôi. Em thử áo luôn cho anh em xem. Áo rất là xịn sò, dày lắm anh em nhé. Chất áo rất là dày. Dày lắm. Áo nó
khóa ngang ở trên đây anh em này, anh em khóa vào rất là khít, nó không có thiết kế lỗ lỗ đâu anh em ạ, tức là cái nậm của mình nó bé đến đâu thì nó khóa đến đấy, chứ nó không có cái lỗ cố định tròn tròn đâu. Như là nó rất là khít kín. Vừa tầm chỉ mặt tang nha anh em nhé. Nhìn nó gọn. Có nhiều cái áo anh em cứ thích nó chùm xuống chân như này, nó nhìn nó lồi thổi lắm anh em. Cái này nó mới gọn này. Nó cứ phủ được kín mặt tang là được. Đó, nó phủ được như vậy là kín lắm rồi. Cóng nhé. Đấy. Đầy đủ phụ kiện. Như hình anh em xem này. Là hai cầu thẳng, một xin chuối. Hai cầu thẳng, một xin chuối, một áo, một bộ cóng. Đấy, cây lồng này thì đầy đủ phụ kiện như thế này là 2,5 triệu. Che già bao cho anh em nhé, anh em nhé. Nếu mà anh em thấy giá anh em nghi ngờ thì anh em có thể kiểm tra rồi mới thanh toán anh em ạ. Em ship COD toàn quốc. Kiểm tra mới thanh toán, không cần phải chuyển khoản trước. Mà cho anh em yên tâm. Đấy, ok anh em. Anh em quan tâm đến mẫu lồng này thì anh em vui lòng liên hệ số điện thoại ở góc màn hình 0977 345 311. Số điện thoại cũng như là Zalo của em kết bạn rồi em sẽ gửi hình ảnh, nhưng sau đó là giải đáp mọi thắc mắc của anh em nhé anh em nhé. Mẫu lồng trên thị trường mà nó có tia này này. Anh em thợ người ta đang nhận chục hơn chục triệu đây anh em ạ. Ở đây thì em chỉ có che già thôi, chứ che tia thì em ít lắm. Che tia thì không phải là không có anh em ạ, nhưng mà giá thành nó cao. Giá thành nó cao lắm. Em vẫn nhận rất là nhiều mẫu VIP đấy. Nhưng mà vẫn làm thêm những mẫu bình dân như thế này, mẫu hàng chung như này cho anh em chơi, giá rất là rẻ. Ok anh em. Cái mẫu lồng vuông đấu anh em nhá. Size 37 23 nan tang bo. Tang bo chân chân bi. Đỉnh lồng chữ thập. Nậm móc tre. Anh em quay như thế này là 2,5 triệu một cây. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi cái clip ngắn này của em. Và xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết clip này. Anh em vui lòng cho em xin một like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những cái video, những cái mẫu lồng tiếp theo em sẽ đăng. Anh em xem giải trí cũng như hợp mẫu lồng nào thì anh em chốt cho em nhé. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé.